Các bạn nhé, chào mừng các bạn với kênh YouTube của Mạnh Review. Và ngày hôm nay Review sẽ có cái hướng dẫn sơ lược cho các bạn khi mà chọn pin cho máy Binus, và đặc biệt là loại pin AA như thế này ha. Pin này gọi là pin AA nha, pin hai chữ A. Rồi thì trên tay mình hiện nay mình đang cầm hai loại pin ha. Pin này gọi là pin sạc. Pin sạc tức là khi mình sử dụng hết pin rồi thì mình sẽ cắm vào cái đế sạc để mình sạc nha. Đây là cái đế sạc của viên pin này. Đó là đại khái là vậy đó. Khi mình sử dụng hết thì mình sẽ cắm hai viên này vào đây. Đó, rồi mình cắm. Rồi sau đó thì mình sẽ cắm vào trong cái ổ điện nha. Thì giống như là các bạn sạc điện thoại vậy đó. Khi mà các bạn sử dụng hết điện thoại hết pin thì các bạn cứ ghim cái dây sạc vô là các bạn sạc nha. Thì trong quá trình sử dụng cũng như theo kinh nghiệm của mình hơn 10 năm mình tiếp xúc với máy ảnh, thì những viên pin mà sạc như thế này mới đảm bảo cho năng lượng, đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động nha. Còn những viên pin giá rẻ tiền, ví dụ như pin này nè, mình mà các bạn mua giá rẻ quá, ví dụ hiện nay 4 viên này nè, mình mua với giá là 20.000 4 viên thì mới viên gì khoảng 5.000, thì những viên pin này chỉ sử dụng tạm bợ thôi, nó không có hoàn hảo như mình ý mà mình mong muốn được. Và đặc biệt là khi mình sử dụng đèn LED thì nó nạp điện rất là lâu nha. Nhiều bạn sử dụng pin giá rẻ này nè, gắn vào thì cái máy nó hoạt động không có trơn tru, nhiều khi các bạn nghĩ là máy nó bị lỗi, nhưng mà thực chất là do viên pin nha. Và hôm nay mình sẽ có cái clip quay lại mô tả lại để các bạn xem cho nó cụ thể luôn. Rồi ok. Rồi, trên tinh thần mà cái viên pin và cái sạc này các bạn nào muốn mua thì các bạn mình có sẽ có một cái clip để hướng dẫn cụ thể chi tiết là cách lựa chọn như thế nào cho nó phù hợp nha. Rồi, ví dụ như bây giờ viên pin này ha, mình sẽ tách ra hai viên và mình sẽ gắn vào cái máy để mình test thử cho các bạn xem. Đó. Đây là hai viên pin nha, mình xé tại chỗ luôn, mình gắn tại chỗ luôn. Rồi mình đối với mình sẽ lấy cái máy này mình test thử cho các bạn nha. Rồi. Thì khi mình gắn pin xong thì ok, máy đã có pin rồi ha. Mình bấm chụp thử nè, ok nè. Thì cái máy này khi mình chụp mà không có mở đèn LED thì mình chụp vẫn ok ha. Tuy nhiên bây giờ mình mở đèn LED cho các bạn xem ha. Và khi mình mở đèn LED thì mình sẽ đếm cho các bạn. Thì khi mình mở đèn LED lên về nguyên tắc á, máy nào nó cũng vậy ha, nó phải có cái thời gian để nạp điện cho đèn LED. Tức là năng lượng từ cục pin này nó sẽ đi vào trong tụ điện. Khi mà tụ điện nó đầy rồi thì máy nó sẽ báo vào một cái đèn này nè, đèn này nó sáng lên thì mình mới chụp được. Là nguyên tắc nó là như vậy. Ok, thì bây giờ mình bật đèn LED lên nha. Thì thông thường khi mà các bạn bật đèn LED lên, các bạn sẽ nghe một tiếng kêu e nha. Thì lúc đó máy sẽ thực hiện cái động tác đó là nạp năng lượng cho pin, ý nạp năng lượng cho tụ điện. Thì năng lượng nó đang nằm ở cục pin này nè, nó sẽ nạp vào trong cái tụ điện, và khi mà tụ điện này đầy á và đèn nó sáng, đèn này nó báo sáng lên thì chụp mới được nha. Thì bây giờ mình bắt đầu đếm nè, nãy giờ mình đã nói chuyện thì cũng đã mất hết khoảng 10 15 giây rồi. À, khoảng 5 đến 10 giây rồi. Bây giờ đếm lại nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Rồi ok, thì mình làm clip ngắn tắt vậy thôi. Thì trước là khi mình đã gắn pin vào rồi á, viên pin này thế này nè. Hiện nay hai viên pin này gắn trong máy nè, loại pin rẻ tiền ha. Thì khi mình bật đèn LED á, thì LED nó rất là lâu sáng nha. Bình thường nó vẫn ok, nó vẫn chụp được, nhưng mà khi mà hoạt động đèn LED á, thì nó nạp điện hơi chậm một tí xíu. Rồi tiếp theo mình sẽ thay pin để cho các bạn test thử, kiểm tra thử nha. Giờ mình tháo pin ra. Ok, thì đây là hai viên pin mình vừa lấy ra ha. Thì mình tiếp tục mình thay bằng pin khác vô. Này, thì đây là hai viên pin, pin này đại khái là pin chất lượng tí xíu, pin sạc nè. Loại pin hơi mắc tiền ha. Thì mình sẽ gắn vào trong máy. Rồi ok, thì khi mình gắn xong thì bật đèn LED lên và các bạn đếm với mình nha. 1 2 3 4 5. Rồi. Thì khi mình bật lên thì khoảng trong vòng khoảng 5 giây ha, mình đếm 1 2 3 4 5 thì cái đèn LED này nó sáng lên rồi và mình có thể chụp được. Đó. So với cái cục pin ban đầu á, mình gắn vào á, thì mình đếm đến khoảng 25 mà nó vẫn chưa ok nữa. Thì tùy vào các bạn nha.
Thì tùy các bạn đánh giá như thế nào á, thì qua clip này mình muốn chứng minh cho các bạn á là đối với những cái máy ảnh á thì các bạn chịu khó mua pin mắc tiền tí xíu thì pin mắc tiền nó mới đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động, còn pin rẻ tiền á thì năng lượng nó kém lắm, nó sẽ không đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động là như thế nha. Đó thì ông bà chúng ta có câu là tiền nào là của đó là vậy. Tuy nhiên thì các bạn ví dụ như bộ pin mà với cục sạc luôn á, các bạn chịu khó mua trên mạng thì giá mình đoán khoảng 200.000. 200.000 là loại pin pin gọi là tạm chấp nhận được đó nha. Như một bộ như thế này là hai cục pin với một cái đế sạc như thế này khoảng 200.000 á, thì chúng ta sử dụng rất là lâu luôn. Nếu chúng ta sử dụng đúng tiêu chuẩn của nó thì có thể là 2 năm chúng ta cũng không có hư nữa. Như vậy thì rất là ok nha. Ví dụ như mình sử dụng lâu dài, ví dụ 2 năm trời mà mình chỉ tốn 200.000 thì thực sự là quá rẻ. Còn đối với những pin này, ví dụ mình mua hết thì thực sự là mình cái chi phí tổng chi phí mình mua thì cũng khá là nhiều nha. Rồi ok, đây là cái clip đơn giản để mình muốn chứng minh cho các bạn là trong cái việc sử dụng máy ảnh thì chúng ta cũng chú ý đến vấn đề sử dụng pin cho máy nha. Thì mặc dù những pin này nó mình chịu khó mua chút xíu nhưng mà mình sẽ sử dụng lâu dài và bền bỉ. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu thấy clip này thấy hay thì các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Ok, cảm ơn, chào các bạn.